Hai đúng rồi, hai đúng rồi. Tám bạn này sẽ xử hai bạn nam nào? Thịt thứ bên kia. Thế các bạn, tám bạn nữ này xử hai bạn nam này xử lại không? Hả? Rồi, thầy có một trò chơi rất là dễ thương. Trò chơi này sẽ thử tài, thử sức mạnh của các bạn nữ và thử sức chịu đựng của các bạn nam. Đây, hai, ba, lên bốn bạn tìm nhau. Đó. Sẽ có bốn bạn cao và bốn bạn thấp hơn xíu ha. Và bạn kia hơn kia to béo hơn không? Bạn này béo biếu hơn không? Rồi. Bây giờ chơi á, có thích chơi á, xin chịu, chúng ta đang chịu chơi. Rồi giờ thầy mời hai bạn nam nằm dài, đầu quay xuống dưới. Điều bạn muốn nằm thấp hay nằm ngửa? Thôi nằm ngửa trước đi, ngửa trước đi, không sao ngửa đi. Khỏi cửa sắp nó lát hồi biết rồi. Rồi, xuống, bước lên, bước lên, bước lên, bước. Xuống lại, xuống lại, xuống lại, xuống lại, xuống lại. Rồi, bước. Đi đi, xuống lên, đi lên, đi lên, đi lên. Xuống lên, xuống lên. Rồi, bước lên, bước. Chị đưa đưa lên bốn cái, bốn em cầm bốn cái. Đó, không có chưa chưa thầy chưa giao được gì hết. Thôi rồi tên con ta là tên bên lên là nện bóng. Thân hình của hai bạn nam này sẽ là cái bàn chài ha, và bốn bạn sẽ nện bóng. Bên nào mà nện bể bốn cái bóng đầu tiên thì bên đó sẽ thắng. Có một phần thưởng cho các bạn.